Truyện Vạn Cổ Thần Đế, giọng đọc Cọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Capable Fiction Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 390. Cực kỳ hung hiểm. Trương Nhật Trường là một kiếm tu cảnh giới cao thâm, cung kiếm có cảm ứng đặc thù, có thể rõ ràng cảm nhận được từ trong 6 thanh thanh kiếm truyền ra khí tức kiếm đạo lăng lệ. Loại kiếm đạo kia cho thấy phẩm cấp của bọn chúng cực cao, tuyệt đối vượt qua vạn văn thanh khí cấp 10. Dõi mắt trong vị visa, Trương Dược Trần trông thấy dưới 6 thanh thanh kiếm trấn áp một cái kén báu, đường kính kén báu dài chừng 10 trượng, do từng đường vân màu đỏ như máu xen lẫn thành. Đường vân màu đỏ như máu buông xuống lan tràn ở trên mặt đất, phương viên hơn 10 dặm bị xâm nhiễm thành màu đỏ quỷ dị. Đột nhiên trong kén báu nhô ra một khuôn mặt người, tóc tai bù xù, nhìn Trương Dược Trần tà mị cười một tiếng. Đó là Trương Dược Trần chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, toàn thân chấn động. Đầu ván hòa bắc, trước khi tới báo liệt đã nhắc nhở Trương Dược Trần, không biết bởi vì 6 thanh thanh kiếm phong ứng nới lỏng, hay bởi vì Minh Vương trở nên càng thêm cường đại, tên thực lực và hồn lực của Minh Vương có thể bỏ trốn ra ngoài, kéo dài đến bên ngoài ngàn dặm, đối với tu sĩ trong ngàn dặm tạo thành ảnh hưởng trên độ nhất định. Giờ phút này Trương Dược Trần và báo liệt cách Minh Vương đại khái là 1000 dặm, hắn thuộc về khoảng cách an toàn mới đúng. Trong lòng Trương Dược Trần biết mình bị tinh thần ý chí của Minh Vương công kích, vì vậy lập tức từ trong thánh tâm điều động ra tinh thần lực kết thành một lĩnh vực phòng ngự. Trương Dược Trần, ngươi là con của huyết khẩu, là một thành viên của bất tử huyết tộc, vì sao lại e ngại và mâu thuẫn Bạc Dương? Không nên ra. Theo tiếng đó vang lên, một thân ảnh tuấn mỹ xuất hiện ở trước mặt Trương Dược Trần. Hắn mặc một bộ huyết khải, ông ánh sáng long lanh, ngũ quan lập thể rõ ràng, con mắt sáng tỏ, trên người tự nhiên tạo bắt ra khí tức siêu thoát phàm tục, không giống như một ác ma hút máu, càng giống như một trích tiên hành tổ trong hồng trần. Trương Dược Trần nhìn về phía báo liệt sư huynh, bên tai vang lên thanh âm sàng sạc, thân thể báo liệt như cát chạy tiêu tán. Mạnh thiên địa này tĩnh mịch, chỉ còn lại có hắn và nam tử thân hình vĩ ngạn ở đối diện kia. Ngươi là người phương nào? Sao biết ta là con trai của huyết khẩu? Trương Dược Trần gọi ra thanh thiên phù đồ tháp, nâng ở trong lòng bàn tay phải, muốn kích phát ra chí tôn chi lực, thế nhưng thanh khí trong cơ thể tựa như đồng lại, không cách nào vận chuyển. Cái này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Dựa theo tu sĩ cung luân giới các ngươi xưng hô, ta nên gọi là Minh Dương. Minh Dương? Làm sao có thể? Trương Dược Trần nhìn về phía 6 thanh thanh kiếm, chỉ thấy kiếm sơn đã sụp đổ, 6 thanh thanh kiếm đứt gãy, vùng thế giới kia đã trở nên vỡ nát. Minh Vương mỉm cười nhìn Trương Dược Trần, nói: ta có thể trông thấy nội tâm của ngươi, tự nhiên biết ngươi là con của mùi mùi ta, huyết khẩu. Nói đến, ngươi phải gọi ta một tiếng cung cửu, ngươi có thể nhìn thấu nội tâm của ta. Thế nhưng ngay cả chính ta cũng không thể xác định huyết khẩu đến cùng có phải mẫu thân của ta hay không. Không đúng, ngươi nói cái gì? Ngươi là huynh trưởng huyết khẩu? Tâm tình của Trương Dược Trần khó mà bình tĩnh. Trong điện tịch và sử sách của cung luân giới là chưa từng có ghi chép qua quan hệ giữa Minh Vương và huyết khẩu. Hai sư linh cách xa nhau vàng năm, làm sao có thể là huynh bụi? Ánh mắt của Minh Vương cho người ta một loại cảm giác không thể nghi ngờ, nhẹ nhàng gật đầu, nói: đạt tới tu vi của Bản Dương, đã không cần lừa một tiểu bối như ngươi. Ngay sau đó Minh Vương lại nói: ta có thể trông thấy những năm này ngươi đã trải qua cái gì. Vì thần kia của cung luân giới đã từng giết chết ngươi, càng làm cho ngươi không thể không rời cung luân giới tha hương. Giữa các ngươi có huyết hải thông cừu, thế nhưng ngươi không có năng lực báo thù. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng cựu cựu, ta có thể giúp ngươi giết nàng, hoặc là ta phế bỏ tu vi của nàng để cho ngươi đến xử trí nàng. Trương Dực Trần đỡ nụ cười, lắc đầu nói: ân oán của chúng ta không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, coi như muốn giết nàng đó cũng là sự tình của ta, làm sao có thể cầu một ác ma của bất tử huyết tộc xuất thủ? Ngươi muốn mê hoặc ta, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người. Minh Vương mỉm cười, tự hồ xem thấu Trương Dực Trần, nói: mặc dù ngươi đói bất tử huyết tộc là ác ma, thế nhưng nội tâm của ngươi phải càng ghét thiên đình dữ hơn, cực kỳ thất vọng với bọn hắn. Đã như vậy, vì sao không gia nhập địa ngục giới, trở thành một thành viên của bất tử huyết tộc? Đến lúc đó ngươi không cầu khắc chế mình, có thể thỏa thích giết địch dân thiên đình giới, uống máu của bọn hắn, thu bọn hắn làm nô bộc, chẳng phải là sự tình sảng khoái sao? Trương Dực Trần, cung luân giới không có cái gì đáng lưu luyến, cùng ta đi địa ngục giới, ở đâu người có thể đạt được quyền lợi và lực lượng vô thường. Nếu muốn tìm truyền giao nữ hoàng báo thù, cựu cựu có thể giúp ngươi, toàn bộ bất tử huyết tộc cũng có thể giúp ngươi. Trương Dực Trần lạnh lùng nhìn Minh Vương, nói:
Mặc dù ta thất vọng với thiên đình, mặc dù rất muốn tìm Tri Giáo báo thù, nhưng đó không phải là nhược điểm trong nội tâm của ta. Ngươi muốn mặc vào bọn chúng đánh tinh thần ý chí của ta thì quá coi thường ta rồi. Ánh mắt của Trương Nhật Trần trở nên sắc bén, nắm ngón tay phát lực, nắm lên thanh thiên phù đồ tháp, phóng ra bộ pháp vững vàng, vọt về phía Minh Vương. Minh Vương Phong Khinh Vân Đạm đứng ở nơi đó cười nói: lấy tù gì của ngươi bây giờ không đã thương được ta, cần gì phải tự tìm đường chết? Ngươi phải biết Minh Vương cũng có uy nghiêm của mình, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào mạo phạm. Nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên mặt Minh Vương biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng đồng động, cùng khi thế áp đảo chúng sinh. Cùng lúc đó, thân thể Minh Vương trở nên càng ngày càng to lớn, bầu trời trên đỉnh đầu của hắn biến thành màu đỏ như máu, đang đi dưới chân thì chỉ đạp xe bảy. Đối mặt uy thế trên người Minh Vương phát ra, ngoài trừ đại thánh, chỉ sợ bất luận sinh linh đào cũng sẽ sợ bất bực. Thế nhưng Trương Nhật Trường lại cắn răng, hai chân đạp một cái, nắm lấy thanh thiên phù đồ tháp đập xuống Minh Vương. Minh Vương duỗi ra một tay, giống như trấn áp một con dung dí trở trên người Trương Nhật Trần. Thời điểm ngay cả Trương Nhật Trần cũng cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn lại xuyên thấu bàn tay kia của Minh Vương. Thanh thiên phù đồ tháp kích ở trên người Minh Vương, đánh cho thân thể hắn vỡ nát. Cổ y thế thanh đạo làm cho người hít thở không thông kia cũng biến mất. Bành, Trương Nhật Trần rơi xuống mặt đất, miệng lớn thở dốc. Lần nữa ngẩng đầu, Trương Nhật Trần phát hiện thiên địa màu đỏ như máu bị hắn đánh vỡ vụn, tựa như một trang giấy bị xé nứt. Thế giới chân thực hiện ra, sáu thanh tánh kiếm tạo thành kiếm sơn vẫn đứng ở chân trời trước áp kén máu. Sư đệ, người bị tinh thần ý chí của Minh Vương công kích. Báo Liệt ưng cường hỏi han. Trương Nhật Trần không kịp giải thích, nói: tinh thần ý chí của Minh Vương có thể lan tràn đến càng xa hơn, nơi này đã biến thành địa phương nguy hiểm, chúng ta còn phải lui ra sau. Trương Nhật Trần và Báo Liệt không kịp thối lui ra xa, một sóng âm chói tai từ lòng đất truyền ra, chân đến toàn bộ không gian rung động. Sóng âm từ xa đến gần, nhanh chóng tới gần Trương Nhật Trường và Báo Liệt. Là con quái vật kia, đó lại xuất hiện. Báo Liệt vượt ngang một bước, đứng ở trước người Trương Nhật Trường, hai tay ôm bụng, phần bụng bành trướng trở nên càng ngày càng to lớn, tạo mắt ra thanh quang sáng chói, trong bụng tựa như chứa một viên hành tinh. Gào! Từng vòng sóng âm từ trong miệng Báo Liệt phun ra, đại địa bị từng tầng vén lên, đất bay đá chạy từ dưới chân Báo Liệt một mực lan tràn đến ngoài ngàn dặm, đến phụ cận sau thanh thanh kiếm tạo thành kim sương, mỗi bị kim khí xé rách hóa thành vô hình. Cách Trương Nhật Trường và Báo Liệt đại khái 10 dặm, quái vật toàn thân mọc đầy sợi tơ màu trắng kia bị sóng âm chấn ra lòng đất. Trương Nhật Trường rốt cuộc thấy rõ những sợi tơ màu trắng dài đến mấy ngàn trượng kia lại là từng sợi tóc. Ở dưới sợi tóc có một thân thể gầy còm già nua, toàn thân mọc đầy nếp nhăn, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu. Trương Nhật Trường thấy rõ mặt con quái vật kia, nói: quả nhiên là sự Minh Uyên. Trương Nhật Trường và Báo Liệt nhanh chóng lùi lại, con quái vật kia theo đuổi không bỏ, một mực dẫn đó tới địa phương cách kiếm sơn mấy ngàn dặm. Trương Nhật Trường và Báo Liệt liếc nhau, đồng thời dừng bước. Báo Liệt nhấc lên hoàng kim chiến bâu, kích phát ra lực lượng viên mãn cấp 7, sóng năng lượng lan tràn ra ngoài, toàn bộ thế giới giống như hóa thành đại dương màu vàng óng. Âm ầm, lấy bâu làm côn chém thẳng xuống dưới. Hoàng kim chiến bâu giống như hóa thành một cột cây thông thiên thần trụ, rơi vào trên người con quái vật kia, đánh cho hắn bay ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhật Trần đã sớm thi triển không gian đa di, xuất hiện ở sau lưng con quái vật kia, phong bế đường lui của nó. Thanh thiên phù đồ tháp nhấc trong tay, kích phát ra chí tôn chi lực, tùy thời chuẩn bị phát động một kích lôi đình. Tu vi Báo Liệt thâm bộ, chiến lực cường đại, mỗi một mô bộ ra, đại địa đều sẽ sụp đổ mạng lớn. Bất quá con quái vật kia cũng lợi hại, không ngừng khắc họa ra phù văn, hóa giải lực lượng của Báo Liệt. Tiểu sư đệ, không được rồi, căn bản không có cách đánh tan tà khí trong cơ thể đó. Đó hẳn là bị Minh Dương khống chế tâm thần, hơn nữa khẳng định còn trúng Minh Dương huyết độc. Báo Liệt đói, Trương Nhật Trần nhíu mày, đói: về trước trấn áp đó, mang ra U Minh Địa Lao, là nghĩ biện pháp giúp hắn giải độc và sư tăng ý chí trong cơ thể. Được. Báo Liệt phóng ra đạo vực, không lưu thủ nữa. Đạo vực của Báo Liệt vẫn như thanh đồng, lôi kéo con quái vật kia vào, khiến cho đó không cách nào đào tổ, hơn nữa tốc độ bị áp chế. Âm ầm, hoàng kim chiến bâu bổ vào từng con quái vật kia, lần nữa đánh đo bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Trương Nhật Trần đã sớm chỗ một bên, kích hoạt thanh thiên phù đồ tháp, thu nó vào trong tháp chấn áp lại. A à, rống! Thanh thiên phù đồ tháp chấn động, đồng thời trong tháp có tiếng rống chói tai không ngừng truyền ra. Nơi xa, vị trí sáu thanh thanh kiếm truyền ra một thanh âm xa xăm: tốt, Nhật Trần, ngươi không để cho bản Dương thất vọng, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Hy vọng lúc kia
chúng ta không còn là địch nhân. Hắn có ý gì? Báo Liệt có chút không hiểu. Không cần để ý tới hắn. Trên mặt Báo Liệt lộ ra thần sắc lo lắng, nói: Tinh thần ý chí của Minh Dương đã trở nên càng thêm cường đại, có thể lan tràn đến hơn ngàn dặm. Đó không chắc có một ngày hắn sẽ xung phá phong ấn, chạy ra U Minh Địa Lao. Ta lo lắng hơn là tu sĩ bất tử huyết tộc sẽ chui vào U Minh Địa Lao, sớm trợ giúp hắn chạy đi. Lấy tu vi của Minh Dương hiện tại, chỉ sợ đã không cần 6 thanh thanh kiếm làm chìa khóa để mở ra phong ấn. Chỉ cần có người đưa chí tôn thanh khí đến trong tay hắn, đó không chừng hắn có thể phá vỡ phong ấn. Trương Nhật Trần sâu lo còn hướng Báo Liệt. Nửa ngày sau, Trương Nhật Trần, Sử Càn Khôn, Sử Nhân, Báo Liệt, Báo Tinh Thùng đi ra U Minh Địa Lao, hội hợp với đám người Kỷ Phạm Tâm, đó cùng một chỗ quay trở về trấn ngục cổ tộc. Trên xe trượt tuyết, lẳng lặng nằm một thân thể già nua, tứ chi hắn cuộn rút, gầy yếu giống như rễ cây mới từ trong bùn đào ra. Từng sợi tóc màu trắng như tơ nhện tạo bắt ra bốn phía xe trượt tuyết. Đã mấy trăm năm không có tu bộ qua, nằm trên xe trượt tuyết, không phải Sử Minh Yên thì là ai? Lão tộc trưởng là còn sống, quá tốt rồi. Nếu lão tộc trưởng có thể khôi phục lại, lấy tạo nghệ tinh thực lực và phù đạo của hắn, trấn ngục cổ tộc chúng ta còn cần e ngại bất tử huyết tộc sao? Các trưởng lão của trấn ngục cổ tộc chia thành hai hàng, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở phía dưới, ánh mắt chấn kinh, lo lắng, đồng thời còn có chờ mong. Ba canh giờ trước, Trương Nhật Trần đưa Sử Minh Uyên vào càn khôn giới, nhờ tiếp thiên thương một xuất thủ, tịnh đoá ý thức tà đạo trong cơ thể hắn. Chính vì như thế, Sử Minh Uyên không còn điên cuồng, cũng không còn công kích tu sĩ khác. Nhưng trong cơ thể hắn còn có Minh Vương huyết độc, cho nên lâm vào ngủ say. Giờ phút này, Trương Nhật Trần, Báo Liệt, Hạng Sở Nam, La Ức, Đông Lan ra tay, vận dụng thanh khí của mình đánh vào trong cơ thể Sử Minh Uyên, bước ra Minh Vương huyết độc. Bốn người bọn họ hao tốn hơn nửa ngày, cũng chỉ bước ra 1/3 huyết độc. Sử Nhân Ngân đón dò hỏi: Trường huynh thế nào rồi? Thanh trường 1/3. Người tranh thủ thời gian cho lão tộc trưởng ăn chút đan dược gia tăng huyết khí, ngày mai cũng phải tiếp tục thanh trường. Trương Nhật Trường đòi phía trước. Các trưởng lão của trấn ngục cổ tộc đều lộ ra nét mừng, trong đó một vị trưởng lão đòi: Một lần có thể thanh trường 1/3, chẳng phải tiếp qua 2 ngày huyết độc trong cơ thể tộc trưởng có thể hoàn toàn thanh trường sao? Không có đơn giản như vậy. Lão tộc trưởng trúng độc quá sâu, huyết dịch toàn thân cùng Minh Vương huyết độc hòa làm một thể, bằng vào tu vi của chúng ta căn bản không có khả năng hoàn toàn thanh trừ. Đại thánh xuất thủ còn tạm được, chỉ có thông qua không ngừng thay máu và sinh máu để huyết độc trở nên càng lúc càng nhạt. Trương Nhật Trần nói. Sử Nhân nói: Như vậy gia gia phải bao lâu mới có thể tỉnh táo lại? Trương Nhật Trần nghĩ nói: Tầm nửa tháng. Nửa tháng sau huyết độc trong cơ thể lão tộc trưởng chỉ còn lại không tới 1/1000, bằng vào tu vi của hắn đủ để áp chế huyết độc, lúc kia có lẽ sẽ tỉnh lại. Đa tạ Trương huynh, trấn ngục cổ tộc chúng ta thiếu người quá nhiều, từ nay về sau cái mạng đẹp của Sư Nhân chính là của ngươi. Thần sắc của Sư Nhân nghiêm túc, con mắt đỏ lên nói. Trương Nhật Trần cười cười nói: Chiều của lão tộc trưởng thật tốt, ta phải ra kiếm mộ một chuyến. Ngươi muốn đi đâu? Sư Nhân hỏi. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong lời này, Trương Nhật Trần đã biến mất ở trong kiếm mộ cung. Rồi kiếm mộ, Trương Nhật Trần khắc một quang phù truyền tin, đánh ra thiên ngoại. Đạo quang phù này hắn truyền cho Nhân Đà La đại sư, muốn thu hồi Thao Thiên kiếm. Kiếm mộ và trứng ngục cổ tộc được thần gian ở thời kỳ trung cổ thu hộ, muốn truyền một đạo tin tức đúng là còn phải đi ra một chuyến, thực sự là phiền phức. Trương Nhật Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đang chuẩn bị trở về kiếm mộ, đột nhiên ánh mắt của hắn rung lên, lập tức kết thành một trường ấn, đánh ra một hỏa diễm cự long. Xẹt xẹt, trong núi hoang hiện ra một ấn ký hình tròn màu đỏ như máu, giống như chỗ trống rỗng xuất hiện một hang động. Một người mặc bách thanh huyết khải từ trong huyệt động màu đỏ ngòm nhảy ra, cánh thịt trên lưng mở rộng, huyết khí đồng đồng bao trùm phạm vi ngàn dặm. Rầm rầm, trong tháng có một sợi xiên xích giống như cương long va chạm với hỏa diễm cự long, đánh cho cự long vỡ nát, hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Ha ha, tính cảnh giác không tệ, là có thể phát giác được khí tức của ta. Võ giới đế tử cười một tiếng, huyết khí lan tràn đến trước người Trương Nhật Trần, bao phủ hắn đi vào. Trương Nhật Trần có thể cảm nhận được trong huyết khí lưu động một cổ lực lượng kỳ dị, tựa như nước bùn đang áp chế tu vi và tốc độ của hắn. Là có thể phá trường ấn của ta, tu sĩ bất tử huyết tộc này cũng không phải nhân vật đơn giản. Trương Nhật Trần thầm nghĩ, phải biết tu vi của Trương Nhật Trần cách thánh vương cổ mộ cũng chỉ một bước, dù chỉ tùy tiện đánh ra một chưởng, uy lực cũng như bài sơn đạo hải. Trương Nhật Trần không chút sợ hãi liếc nhìn bốn phía, nói: Bất tử huyết tộc tới không ít người nha,
ngoài trừ Bách Huyền Thượng Tử, vậy mà thoát ra một cái nữa. Người còn lại đều hiện thân đi. Phó giới đế tử hơi híp mắt, nói: Người gặp Bách Huyền Thượng Tử còn có thể sống sót. Trương Nhật Trần cười cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thánh nguyên màu đỏ như máu, đưa trên lòng bàn tay. Khi tức trong thánh nguyên phát tán ra, sắc mặt của võ giới đế tử lập tức biến đổi, nói: Là khí tức của Bách Huyền Thượng Tử, ai giết hắn? Nếu thánh nguyên của hắn ở trong tay ta, người nói ai giết hắn? Trương Nhật Trần hỏi lại: Là ngươi? Võ giới đế tử cảnh giác, không còn dám xem thường nam tử nhân loại trước mắt. Chiến lược của Bách Huyền Thượng Tử có lẽ không tính định tim, thế nhưng huyền thuật và thuật biến hóa lại xuất thường nhập hóa, đại thánh bình thường cũng khó lòng phòng bị. Người có thể giết chết Bách Huyền Thượng Tử tuyệt đối là cao thủ. Đôi xa, trong một đám mây trắng lơ lửng một gọn bạch cốt sương, đám người của Mục Thiên Vương nhìn võ giới đế tử và Trương Nhật Trần. Khi bọn hắn cảm ứng được trong thánh nguyên truyền ra khí tức của Bách Huyền Thượng Tử, sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên. Bách Huyền Thượng Tử là chết ở trong tay một người vô danh, thực đúng là oan. Xem ra hắn thực là quá ngông cuồng, không có ai ra gì, cho nên lật thuyền trong mương. Bọn đế nữ cười lạnh, nói: Không có một chút thương hại, có chỉ là chế giễu, cùng sát ý nhào vào Trương Nhật Trần. Hạng người vô danh, tựa hồ các người đánh giá thấp hắn rồi. Lúc này, vị trí cao nhất trên bạch cốt sơn truyền ra một thanh âm đầy truyền cảm. Ánh mắt của hai vị thượng tử, sáu vị đế tử đến đủ của Bất Tử Huy tộc đều nhìn về phía Như Ảnh kia. Trong đó không ít người ánh mắt mang theo kính sợ và thu kính. Đạo Như Ảnh kia đưa lưng về phía mọi người, tóc dài màu đỏ, thân hình cao gầy, đang cầm một quyển thẻ tre nghiên cứu. Hắn chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ tới cực điểm. Nếu không phải hắn có hầu kết, thanh đông cũng là giọng đam, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ cho rằng hắn là một mỹ nữ tuyệt thế, mỹ mạo không thua chính vị tiên tử trên cổ tiên mỹ nhân đồ. Hạ Thượng Tử, chẳng lẽ người biết hắn là người phương đạo? Đến tượng mặt dài hỏi. Hạ Vân Tông không nhanh không chậm, nói: Người này tên Trương Nhật Trần, là chiến thần trong thế hệ trẻ tuổi của Côn Luân Giới, đồng thời kế thừa thời gian chỉ đạo và không gian chỉ đạo của Tu Di Thanh Tăng, lại trở thành nguyệt thần thần sứ. Vô luận là thiên phú, khí vận hay bối cảnh đều là tồn tại nhất đẳng, các ngươi lại cho rằng hắn là một hạng người vô danh? Nguyên lai hắn chính là Trương Nhật Trần. Cổ Mộc Thiên Vương lộ ra thần sắc hứng thú, năm con mắt trên mặt đồng thời mở ra, cách ngàn dặm hư không quan sát nam tử nhân tộc đang giằng co với võ giới thế tử kia. Một lát sau, Cổ Mộc Thiên Vương lại có chút thất vọng, nói: Tựa hồ Hạ Thượng Tử cũng có thời điểm nhìn nhầm. Vì sao? Hạ Vân Tâm hỏi. Cổ Mộc Thiên Vương nói: Có như Trương Nhật Trần kia kế thừa thời gian chi đạo và không gian chi đạo của Tu Di Thanh Tăng, ở cùng cảnh giới có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng cảnh giới hiện tại của hắn, hắn vẫn chưa tới thánh dương cửu bộ. Tu Di như thế, coi như phương diện khác mạnh hơn, thực lực tổng hợp lại có thêm mạnh đến mức nào? Ở thánh dương bát bộ hắn có thể du địch, ở cảnh giới quy tắc tiểu thiên địa còn có thể sao? Ở cảnh giới quy tắc đại thiên địa hắn lại có thể xích thương mấy? Gặp cương giả đào dược cảnh, chỉ sợ hắn chỉ có thể đào mệnh. Hạ Vân Tâm trùng mặt không đói, đến nửa mặt dài cười nói: Nguyên lai chỉ là một thánh dương bát bộ, kẻ yếu như vậy cũng có thể xưng chiến thần của Côn Luân Giới. Xem ra Côn Luân Giới thật là xuống dốc quá rồi. Một vị đế tử mi tâm bọc ra đường vương màu bạc cười nói: Trong cơ thể võ giới đế tử có huyết dịch đại thánh đồng động, ở thanh dương bát bộ liền có thể giao phong với cường giả quy tắc đại thiên địa, dự dặn có thể thử xem thực lực của thời công truyền dân. Ha ha, dân đế tử, ngươi là đang nói đùa sao? Bây giờ võ giới đế tử không phải thánh dương bát bộ, trên công đức chiến trường sau khi hút rất nhiều thánh huyết đã ngưng tụ ra đạo dực, tu vi quán so với Trương Nhật Trần rộng rã cao hơn 3 cảnh giới. Người xác định đây là đang thăm dò thực lực của Trương Nhật Trần mà không phải trực tiếp nghiền sát. Ha ha, dân đế tử, ngươi là đang nói đùa sao? Bây giờ võ giới đế tử không phải thánh dương bát bộ, trên công đức chiến trường sau khi hút rất nhiều thánh huyết đã ngưng tụ ra đạo dực, tu vi quán so với Trương Nhật Trần rộng rã cao hơn 3 cảnh giới. Người xác định đây là đang thăm dò thực lực của Trương Nhật Trần mà không phải trực tiếp nghiền sát. Đế tử mặt dài cười nói: Ngươi đừng quên lực lượng thời gian và lực lượng không gian, kia là tồn tại rất lợi hại. Chỉ sợ chiến lược của Trương Nhật Trần không có đơn giản như vậy, bằng không Bách Truyện Thần Tử làm sao lại biến thành một viên thánh nguyên? Vị thần tử thứ ba thân hình giống như thiết giáp, thanh âm trầm thấp nói: Có lẽ Bách Truyện Thần Tử căn bản không phải bị Trương Nhật Trần giết chết, mà có cường giả khác xuất thủ. Vân đế tử nói: Cũng nên nhắc nhở dọn cho đế tử một tiếng,
miệng chán bị Trương Nhật Trần đánh xuất kỳ bất ý. Đến được mặt dài bờ môi giật giật, truyền ra một đạo sóng âm tiến vào trong tai Võ Giới Đế Tử. Ánh mắt của Võ Giới Đế Tử sáng lên, nở nụ cười. Nguyên lai ngươi là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng. Tốt, thật tốt. Như vậy hôm nay có lẽ ngươi còn có một con đường sống. Giao truyền thừa bí điện ra, bản đế tử tha cho ngươi khỏi chết. Trương Nhật Trần ý thức được phụ cận nhất định còn có cao thủ bất tử huyết tộc khác, hơn nữa rất có thể không chỉ một vị. Võ Giới Đế Tử là người thân kinh bách chiến, không thấy ánh mắt của Trương Nhật Trần biến hóa, ý thức được vị thư không truyền nhân này đang tìm kiếm cơ hội rút đi. Ha ha, đừng có nằm mộng, hôm nay ngươi không đi được. Xuyên xích trong tay Võ Giới Đế Tử nhanh chóng xoay tròn, trở nên dài đến càng trường, theo xoay tròn càng lúc càng nhanh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tường sơn nhạc chung quanh bị xé nát, đồng thời càng quét đến trên bầu trời. Cho ngươi cơ hội, để cho ngươi chủ động giao ra, ngươi lại không giao ra. Bản đế tử chỉ có thể tự mình đến lấy. Xoạt, xuyên xích mang theo từ ngọn núi nhằm thạch, khiến cho bầu trời ảm đạm vô quang. Âm thanh gào thét không ngừng truyền ra. Lập tức lực lượng hủy thiên diệt địa oanh kích về phía Trương Nhật Trần. Muốn từ trong tay ta cướp đoạt đồ vật, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trương Nhật Trần đồng thời nâng hai cánh tay lên, xương cốt và cơ bắp phát ra thanh âm giống như lôi bạo, đánh ra 13 long hồn và 13 tượng hồn, quay chung quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn, hình thành một tầng ánh sáng đường kính mấy chục trượng. Âm bầm, từng ngọn núi không ngừng rơi xuống và chạm với tầng ánh sáng, bị vạn chấn đến chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, xuyên xích to hơn thùng nước kia kích xuống, đánh cho màn ánh sáng vỡ nát, 13 long hồn và 13 tượng hồn cũng tư tán bay ra ngoài. Mắt thấy xuyên xích sắp rơi trên người Trương Nhật Trần, ha ha. Xiềng xích này của bán đế tử là thâm uyên hàng thiết đen đúc thành, là một kiện dạng nhan thanh khí cấp 8. Hy vọng đừng một kích đánh người thành tro bụi, ngược lại lãng phí một dạng máu tươi mỹ dị. Võ Giới Đế Tử cười nói, không cần mơ mộng, ngươi còn không có mạnh như vậy. Trên hai tay Trương Nhật Trần từng khiếu huyệt hiện ra sáng cho mắt, phun ra vô số thanh khí hòa tan vào hỏa thần quyền sáo và hỏa thần hộ tí. Quyền sáo và bao cổ tay bốc cháy lên, hiện ra từng đường vân cổ lão, đồng thời bộc phát thực lực cường đại. Song trưởng của Trương Nhật Trần chống đất, một bàn tay hóa thành hỏa vân va chạm với xiềng xích, thanh đông kim loại va chạm vang vọng đất trời, cực kỳ chói tai. Trong giây mắt, vùng đất dưới chân Trương Nhật Trần bắt đầu cháy rừng rực, ngay cả trong không khí cũng bay ra từng đoàn hỏa diễm. Đã bị Võ Giới Đế Tử đánh thành mảnh vỡ sao? Đến được mặt dài nhìn chăm chăm nơi xa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thời không truyền nhân không đến mức chỉ là hư danh. Cũng chưa hẳn, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, coi như Trương Nhật Trần là thần linh trẻ tuổi cũng phải chết. Võ Giới Đế Tử đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chăm phiến hỏa vực phía dưới, nụ cười trên mặt sớm đã thu hồi. Bởi vì hắn là người trực tiếp cùng Trương Nhật Trần giao thủ, cho nên hết sức rõ ràng vừa rồi một kích kia của hắn bị Trương Nhật Trần cản lại. Hoa, trong miệng lửa một đạo quang trụ vọt ra, là một cự long màu vàng, trong miệng phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Đây là thánh thuật trung cấp người tu luyện sao? Võ Giới Đế Tử cũng không phải người không biết hàng, thông qua vừa rồi giao thủ đã biết quyền sáo và bao cổ tay của Trương Nhật Trần đều là thần di cổ khí, nơi ẩn thần lực không thể khinh thường. Nếu cùng thánh thuật trung cấp kết hợp với nhau, hai cổ lực lượng điệp gia có thể đạt tới trình độ gì? Long du cửu thiên. Trương Nhật Trần điều động tất cả quy tắc chương trào hòa tan vào vuốt rồng, một trảo đánh ra ngoài. Một đầu khác, Võ Giới Đế Tử không hề sợ hãi, xiềng xích trong tay tạo bắt ra khí kinh người, theo không ngừng xoay tròn, bầu trời bay xuống từng mảnh bông tuyết, trên mặt đất hiện ra băng tinh càng ngày càng dày. Xiềng xích trên thanh hàng khí xoay tròn va chạm với vuốt rồng, bành, cơn bão năng lượng bay lên, đại địa xung quanh hai người bị xé rách thành từng mảnh vỡ, tạo thành lực phá hoại cường đại. Cổ phá hư kia một mực kéo dài đến phụ cận thùng văn, cuối cùng bị thùng văn ngăn cản. Có chút bản sự, giao thủ với Võ Giới Đế Tử thế mà còn có cơ hội chủ động công kích. Vân Đế Tử nói, một vị đế tử có chút kinh biệt. Biết mèo vờn chuột không? Thủ đoạn chân chính của Võ Giới Đế Tử còn không có sử dụng ra đâu, hiện tại chỉ là đang bồi hắn chơi, chờ thời điểm mèo chân chính muốn ăn chuột sẽ một kích đánh chết. Hạ Vân Tông nói, nếu như Võ Giới Đế Tử thực coi Trương Nhật Trần là một con chuột, như vậy cuối cùng ai là chuột ai là mèo sẽ rất khó nói. Hạ Thần Tử có ý gì? Hạ Vân Tông thản nhiên nói, tiếp tục xem, chẳng phải sẽ biết sao? Võ Giới Đế Tử vung ra xiềng xích, không ngừng hóa giải chân ứng của Trương Nhật Trần, cười nói, nếu ngươi chỉ có ngừng ấy bản sự thì hết thảy nên kết thúc, ha ha.
Bảo phong phá diệt truyền qua. Quyền tắc thánh đạo lít nhà lít nhít từ trong cơ thể võ giới đến tự tuôn ra, cùng vạn văn thanh khí cấp 8 hòa làm một thể. Lập tức xuyên xích nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy 9 tầng có tương đạo phong nhận, có thể xé rách thiên địa phi hành. Đây là một loại thánh thuật trung cấp, phẩm cấp không thấp, chênh lệch cảnh giới dù sao cũng còn ở đó. Trương Nhật Trần tự nhiên sẽ không khinh địch, treo lên 12 phần tinh thần, không ngừng điều động quy tắc chân lý cùng trường pháp kết hợp, long tượng thông thiên. Song trường đồng thời đánh ra, bộc phát gấp bảy lần lực lượng công kích. Ầm ầm, bạo phong phá diệt tuyền qua vỡ nát, ngay cả mây và khí trên bầu trời cũng bị chấn lực chấn đến rung lên kịch liệt. Trên cánh tay võ giới đế tử, làn da vỡ nát, chảy ra vô số máu tươi, thân thể khôi ngô giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Trương Nhật Trần thừa thắng xông lên, một tay bắt lấy xiềng xích, cánh tay phát lực lôi kéo võ giới đế tử qua chỗ mình. Võ giới đế tử tựa như con diều trên dây, nhanh chóng bay tới. Bất quá thời điểm hắn cách Trương Nhật Trần trăm trượng, đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hai cánh triển khai, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Không tốt, hắn tổ hồn không có thương đạt bao nhiêu, mới vừa rồi là đang quý dụng địch sao? Trương Nhật Trần thầm nghĩ, tu luyện chân lý chi đạo tới trình độ như ngươi là ít càng thêm ít, khó trách bằng tu di thánh nhân bát bộ liền dám giao thủ với bản đế tử. Vết thương trên cánh tay võ giới đế tử trong giấy mắt khỏi hẳn, nhưng chỉ bằng chân lý chi đạo bạo phát ra mấy lần lực lượng công kích, ngươi còn xa xa không đủ. Chân lý chi đạo là có khắc tinh. Khắc tinh? Chẳng lẽ là... Trên người võ giới đế tử phát ra huyết quang càng ngày càng mạnh, miệng cười to. Ha ha, không sai, khắc tinh của chân lý chính là vận mệnh. Vận mệnh chi môn, ra đi. Sau lưng võ giới đế tử, quang môn do quy tắc vận mệnh ngưng tụ ra như ẩn như hiện, bị lực lượng của quang môn ảnh hưởng. Trương Nhật Trần chỉ cảm thấy lực lượng bản thân đang nhanh chóng hạ xuống, chỉ trong chốc lát đã giảm xuống gấp 4-5 lần. Trước kia Trương Nhật Trần nghe tu sĩ khác nói thiên đình có chân lý thường điện, tu luyện chân lý chi đạo có thể để cho tu sĩ thi triển thanh thuật bộc phát ra mấy lần lực lượng công kích, mà địa ngục giới thì có vận mệnh thường điện, tu luyện vận mệnh chi đạo có thể làm cho thực lực của đối thủ hạ xuống mấy lần. Phía sau dạo giới đế tử, làm sao có thể ngưng tụ ra một vận mệnh chi môn? Bằng giao vận mệnh chi môn, chẳng lẽ hắn có thể một mực áp chế thực lực của ta? Xem như quy tắc chân lý cũng có thể chỉ ở thời điểm thi triển thánh thuật mới bộc phát ra mấy lần lực lượng công kích, hơn nữa điều động quy tắc chân lý còn cần thời gian nhất định, không có khả năng trong nháy mắt thi triển ra. Trương Nhật Trần ý thức được không ổn, đói. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của vận mệnh thường điện? Chỉ có đệ tử của vận mệnh thường điện mới có thể tu luyện ra vận mệnh chi môn, có thể lợi dụng lực lượng của vận mệnh chi môn không ngừng áp chế đối thủ. Có vận mệnh chi môn áp chế, đệ tử của vận mệnh thường điện có thể dễ dàng đánh giết địch nhân cảnh giới siêu việt mình. Đệ tử thần truyền của chân lý thường điện thì có thể tu luyện ra chân lý dưới hình, đây cũng là sự tình tu sĩ thiên đình giới khác không cách nào làm được. Cũng một thiên vương lắc đầu cười, thu thập Trương Nhật Trần, võ giới đệ tử lại thi triển ra vận mệnh chi môn, có tất yếu kia sao? Hắn đây là đang biểu diễn, dù sao vận mệnh chi môn cũng không phải người nào cũng tu luyện ra được. Ta lại cảm thấy hắn là muốn bắt sống Trương Nhật Trần, cho nên mới sử dụng vận mệnh chi đạo. Xem ra Trương Nhật Trần là khó thoát lòng bàn tay của hắn, vận mệnh là trốn không thoát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, võ giới đế tử lưng đeo vận mệnh chi môn đã vọt tới trước người Trương Nhật Trần, nắm đấm đánh về phía lồng ngực của hắn. Trên nắm tay mang theo quyền phong phô thiên cái địa, cho Trương Nhật Trần một loại cảm giác không cách nào ngăn cản, tự như một quyền này là do một vị đại thánh đánh ra, một quyền liền có thể đánh đát vùng thiên địa này. Không đúng, không phải hắn trở nên mạnh hơn, mà là ta trở nên yếu đi. Trương Nhật Trần không có đi điều động quy tắc chân lý cùng võ giới đế tử liều mạng, hơn nửa thời gian cũng không kịp. Chỉ sợ quy tắc chân lý còn chưa hồi tụ, quyền ấn của võ giới đế tử đã rơi trên người hắn. Bành, võ giới đế tử kích lên trên người Trương Nhật Trần, đánh cho hắn chia năm xẻ bảy. Nhưng trên mặt võ giới đế tử không có vui mừng, lập tức thu hồi nắm đấm, cảnh giác bốn phía, lồng bồng nói, rốt cuộc thì triển ra lực lượng không gian. Thân thể chia năm xẻ bảy kia của Trương Nhật Trần tiêu tán giữa không trung, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trương Nhật Trần xuất hiện ở trên đầu võ giới đế tử, trong tay cầm trong miên của kiếm đâm xuống. Võ giới đế tử vẫn luôn phòng bị, cho nên trong nháy mắt Trương Nhật Trần đi ra, xiên xích quấn ở trên người hắn tự động bay lên quốc tới. Trương Nhật Trần thi triển ra một kiếm này cũng không phải kiếm pháp phổ thông, mà là thời gian kiếm pháp. Xiên xích vốn có thể kích ở trên người hắn, ở thời điểm gần hắn tốc độ lại trở nên càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng cơ hồ hoàn toàn đứng im. Không tốt!
Võ gia đế tử không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến, ở trong chốn băng này lập tức làm ra phản ứng, thi triển một loại bộ pháp thánh thuật trung cấp, nhanh chóng trốn tránh. Xoẹt, trong miên của kiếm vốn sẽ xuyên thấu đầu của hắn lại xoẹt qua gương mặt, mắt thánh huyết khải vỡ nát, kiếm cương ở trên mặt của hắn lưu lại một vết máu nhàn nhạt. Đáng giận! Trong lòng võ giới đế tử tuôn ra lời giận đồng đậm. Một thánh vương bát bộ lại có lực lượng uy hiếp được tính mạng của hắn, đây là chuyện căn bản không nên phát sinh. Càng để võ giới đế tử kinh hãi là nếu lúc trước không có người nhắc nhở hắn, nam tử trước mắt chính là thời không truyền nhân Trương Dương Trần, hắn tất nhiên sẽ khinh địch, nhất định sẽ không thời khắc để phòng đối phương vận dụng lực lượng thời gian và lực lượng không gian. Ở dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể tránh đi một kiếm vừa rồi sao? Bách Huyễn thần tử thật có khả năng là chết ở trong tay Trương Dương Trần. Đế tử và đế nữ ở nơi xa quan chiến đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã nhắc nhở võ giới đế tử, chẳng lẽ hắn giận khinh địch? Căn bản không ngờ tới Trương Dương Trần sẽ thi triển lực lượng không gian. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của võ giới đế tử, không nên xuất hiện sai lầm như vậy mới đúng. Đây không phải sai lầm mà kém chút bị mất mạng. Hạ Vân Tâm nói: các người thật nghĩ biết đối phương là thời không truyền nhân thì nhất định có thủ đoạn ứng đối không gian và thời gian? Chỉ có thể nói trước kia các người gặp phải tu sĩ thời gian và tu sĩ không gian đều không đủ cường đại, nhận dùng lực lượng vẫn chưa tới hỏa hậu. Hạ thần tử coi là võ giới đế tử cũng không phải không phòng bị Trương Dương Trần công kích, mà là đã phòng bị nhưng căn bản tránh không khỏi. Một vị đến độ thịnh giáo Hạ Vân Tâm nói: người đúng một nửa, một nửa khác là cái gì? Ngay cả của một thiên vương cũng có chút tò mò. Trương Dương Trần còn không có dùng hết toàn lực. Hạ Vân Tông nói: làm sao có thể, một thánh dương bát bộ mà thôi, cùng võ giới thế tử chiến đến trình độ bây giờ đã là kinh thế hai tục, làm sao còn có giữ lại? Đến được mặt dài cả kinh đói. Hạ Vân Tông nói: ở Đông Dương Thánh Thành ta từng gặp Trương Dương Trần xuất thủ, trong tay hắn có một kiện chí tuần thanh khí, đám tu sĩ trên Bạch Cốt Sơn tập thể trầm mặc. Nếu một thánh vương bát bộ trong tay nắm giữ chí tuần thanh khí, cho dù là chính diện giao phong cũng có thể uy hiếp cường giả đạo vực cảnh. Huống chi thánh vương bá bộ kia còn là thời không truyền nhân Trương Dương Trần, bằng vào lực lượng không gian và thời gian, Trương Dương Trần cô hồ đứng có thể bất bại. Nếu tăng thêm chi tuần thanh khí, ngược lại tiến có thể công, lùi có thể thủ. Cũng một thiên vương cười cười nói: trận chiến này càng ngày càng có ý tứ. Bây giờ xem ra Trương Dương Trần đối với võ giới đế tử đích thực là một khảo nghiệm không nhỏ. Vân đế tử nói: tu duyên của võ giới đế tử mạnh mẽ hơn Trương Dương Trần quá nhiều, kỳ thật chiếm hết thượng phong. Tu sĩ ở đây có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ đều không phải hạng người phàm tục. Bọn hắn rõ ràng hơn ai khác, tu vi bản thân cường đại mới thực sự là cường đại, bằng vào ngoại vật và thuật pháp coi như có thể chiếm thượng phong, cuối cùng vẫn rơi vào tầm thường. Võ giới đế tử sau vết máu gò má, ánh mắt trở nên lăng lệ, kim long không được liếc qua Bạch Quốc Sơn, phảng phất như đã thấy đám người Vân đế tử và cổ mục thiên vương chế giễu hắn, khinh bỉ hắn, giao thủ với một vị thánh vương bát bộ vậy mà cũng bị thương. Trương Dương Trần có chỗ phát giác, thuận ánh mắt của võ giới đế tử nhìn thoáng qua: thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng tiếp đó ngươi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Võ giới đế tử tự giác trên mặt của ánh sáng, thật sự nổi giận, trong miệng trầm hú một tiếng: thảo một giai binh. Mi tâm quán hiện ra một ấn ký màu vàng, tản mắt ra kim mang cho mắt giống như liệt nhật. Những nơi kim mang đi qua, trên mặt đất hết thảy đều biến thành kim loại, nham thạch, cỏ cây, dòng nước, bùn đất đều giống như đúc bằng vàng ròng. Đồng thời các mặt đất bay lên ngưng tụ thành 12 hoàng kim cự nhân. Mỗi một hoàng kim cự nhân phát ra khí tức đều không kém tu sĩ đạo vực. Cho dù không có vận mệnh chi môn áp chế, Trương Dương Trần muốn chiến thắng 12 hoàng kim cự nhân này cũng là việc khó như lên trời. Huống chi vận mệnh chi môn còn áp chế thực lực của hắn xuống 4 năm lần. Chiến lực của người này không thấp hơn Hiếu Phong Tu La Dương, ngược lại là một nhân vật đáng sợ. Hơn nữa âm thầm còn có thể ẩn tàng cao thủ bất tử huyết tộc. Trương Dương Trần thi triển không gian đài đa di, xuất hiện đến bên ngoài mấy chục dặm, nhanh chóng lao về phía Trương Ngục cổ tộc. Muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy? Điểm thạch thành kim. Võ giới đế tử cách không chỉ về phía một gòn núi trước người Trương Dương Trần, biến nó thành kim loại, đồng thời cắt mặt đất bay lên trung kích đi qua. Một kích này không chỉ phong kính đường đi của Trương Dương Trần, càng muốn làm cho hắn quay về. Bàn chân Trương Dương Trần dẫm ở trên núi kim loại, nhanh chóng lao lên, rất nhanh treo lên đến đỉnh núi, sau đó thả người nhảy lên rồi xuống bên ngoài hơn trăm dặm, tiến vào trong khu vực trung cổ thần văn.
Mặc dù những thương văn kia tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng uy lực vẫn không thể coi thường. Chính vì có những thương văn này cho nên mới ngăn cản những cao thủ bất tử huyết tộc kia ở bên ngoài trấn ngục cổ tộc. Đi không được! Oanh oanh! Liên tiếp sáu thương ảnh kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống ở trên mặt đất trước người Trương Nhật Trần, ném ra sau đám bụi đất sương mù thật dày. Chờ bụi đất tản ra, Trương Nhật Trần trông thấy sáu cự nhân màu vàng dựa theo khoảng cách và phương vị nhất định phong kín tất cả đường lui của hắn. Ở phía sau hắn, võ nhớ đế tử và sáu cự nhân kim hoàng khác chậm rãi đi tới. Ngươi sử dụng không gian đa di, khoảng cách lớn nhất cũng không vượt qua trăm dặm à? Chỉ cần ngươi tiếp tục trốn vào trong trấn ngục cổ tộc, dù lần sử dụng không gian đa di như thế nào cũng sẽ có một kim thân chiến sĩ ở trong một cái nháy mắt giết tới trước mặt ngươi. Trong thời gian một cái nháy mắt, ngươi không có khả năng thi triển ra không gian đa di lần thứ hai. Mở thời điểm ngươi đối kháng kim thân chiến sĩ, ta và kim thân chiến sĩ khác đánh ra công kích nhất định đã rơi trên người của ngươi. Cho nên coi như ngươi là thời không truyền nhân, hôm nay cũng không có đường để trốn. Phía sau võ giới đế tử lơ lửng vùng mình chim bông, trên người quân lấy dây sắt, mi tâm tạo bắt ra kim bang chói mắt. Mỗi đi về phía Trương Nhật Trần một bước đều giống như chuông tan gõ vang. Trương Nhật Trần lộ ra ý cười nói: ai nói cho ngươi là ta muốn trốn? Thối lui đến biên giới thần gian chỉ là không muốn đồng bào của ngươi quấy rầy chiến đấu như chúng ta. Xác thực mà nói, ta không hy vọng ở thời điểm ta muốn giết ngươi có người xuất thủ cứu ngươi. Con mắt của võ giới đế tử co rụt lại, sau đó lại lộ ra ý cười. Hù dọa ta, chơi tâm lý chiến. Đáng tiếc ở dưới tình huống tu vi chênh lệch rõ ràng như thế, chơi tâm lý chiến căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiếp đó liền do ta đến kết thúc trận chiến đấu này. Xoạt, bàn tay của võ giới đế tử nhấn một cái, xiềng xích quấn ở trên người uốn lượn bay ra. Cùng lúc đó, mi tâm quán có một chùm sáng màu vàng óng bay ra. Địa phương chùm sáng bay qua, nham thạch và bùn đất lập tức hòa tan, biến thành dòng sông màu vàng óng. Trương Nhật Trần mỉm cười, tay phải bắp ra một đạo chi kiếm, không chế trong biển của kiếm bay ra ngoài và chạm với sợi xiềng xích kia. Ngay sau đó, thuận xiềng xích chém về phía võ giới đế tử. Cùng lúc đó, thanh thiên phù đồ tháp bay ra, lên lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, tạo bắt ra chí tôn chi lực bảo vệ toàn thân hắn. Bành bành, vô luận là võ giới đế tử đánh ra dây sắt, hay mi tâm bay ra chùm sáng màu vàng, hoặc những kim thân chiến sĩ kia đánh ra công kích, toàn bộ đều bị chí tôn chi lực cản lại. Trong thời gian ngắn, bọn chúng khó mà công phá thanh thiên phù đồ tháp hình thành phòng ngự. Trên bạch cốt sơn, những đế tử và đế nữ kia đã sớm biết Trương Nhật Trần có chí tôn thanh khí, toàn bộ đều lộ ra thần sắc không hiểu. Trương Nhật Trần lại dùng chí tôn thanh khí phòng ngự, hắn sợ chết như vậy? Nguyên lai Trương Nhật Trần ngu xuẩn như vậy. Nếu như là bạn đế tử, khẳng định sẽ sử dụng chí tôn thanh khí để công kích võ giới đế tử. Chỉ có chí tôn thanh khí mới có thể làm bị thương hắn, sử dụng chí tôn thanh khí phòng ngự. Ha ha, loại phòng ngự này coi như có thể kiên trì một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn sẽ bị công phá. Dù sao lấy tu vi thánh như bát bộ quán, không có khả năng không ngừng thôi động một kiện chí tôn thanh khí. Xem ra thắng bại đã định, Hạ thần tử, lần này ngươi nhìn sai rồi. Hạ Vân Tông nói, hiện tại kết luận còn hơi sớm, không nhìn thấy Trương Dương Trần thúc giục một thanh kiếm đi công kích võ giới đế tử sao? Chẳng lẽ Hạ thần tử cho rằng võ giới đế tử ngay cả một vị thánh như bát bộ cùng ra một kiếm cũng đỡ không nổi? Coi như Trương Dược Trần đã tu luyện ra kiếm hồn, gặp đối thủ như võ giới đế tử cũng sẽ không có bất luận cơ hội thủ thắng đạo. Hạ Vân Tông lần nữa trong mặt không đói, nhìn chăm chú thanh kiếm bay về phía võ giới đế tử kia. Trong miên cổ kiếm kéo lấy kiếm bàn thật dài, không ngừng xoay tròn, vô số kim cương quay chung quanh thân kiếm phi hành, giống như một mảnh mưa kiếm màu đen nhắm thẳng các đại huyệt quanh người võ giới đế tử. Vô tri, loại công kích trình độ này đối với ta không có một chút tác dụng nào. Bớt quá thanh kiếm này từ hồ phẩm cấp cũng không tệ lắm, ta liền thu nhận. Võ giới đế tử cười lạnh, nâng tay phải lên cách không giữ một cái, lực lượng cương đại tràn ra ngoài, tất cả kim cương đều bị chấn vỡ vụn, hóa thành vô hình. Vẹn vẹn chỉ là chiêu này đủ để làm cho vô số đạo vực cảm thấy hoảng sợ. Bạc binh quyết, ngay sau đó võ giới đế tử thi triển ra một loại thánh thuật thần bí, trực tiếp cướp đoạt trong miêu của kiếm tay tay trước áp lại. Trong miêu của kiếm rung rẩy mạnh liệt, lại không cách nào tránh thoát, lại là tạo hóa vật chất liền chế thành thanh kiếm. Quá tốt rồi, đó không chắc tương lai có thể thoát biến thành chí tôn thanh khí. Võ giới đế tử vừa mừng vừa sợ, nhìn bộ dáng mừng rỡ của võ giới đế tử, khóe miệng Trương Dực Trần dương lên. Ngay cả kiếm của thời không truyền nhân ngươi cũng dám thu lấy, có ý gì? Võ giới đế tử bản năng ý thức được không ổn, sau một khắc toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cảm giác suy yếu trên khắp toàn thân. Bành bành,
bởi vì trở nên suy yếu, võ giới đối thủ không cách nào tiếp tục khống chế 12 vị kim thân chiến sĩ. Toàn bộ bọn chúng nổ tung, hóa thành từng hạt bột phấn màu vàng. Trường miêu của kiếm tranh thoát võ giới đối thủ áp chế, phát ra một tiếng kim minh, lần nữa bay trở về trong tay Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần cầm kiếm thì triển ra không gian đa di, xuất hiện đến bên cạnh võ giới đối thủ. Là lực lượng thời gian, ngươi dùng lực lượng thời gian chém thọ nguyên của ta. Lực lượng thời gian bám ở trên thanh kiếm kia. Trong lòng võ giới đối thủ cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại biết lấy trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Trương Nhật Trần. Vì vậy dán một tấm phù lục lên người, nhanh chóng lùi về phía sau. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền biết vấn đề xảy ra địa phương nào. Xem ra kinh nghiệm chiến đấu của ngươi đích thật là cực kỳ phong phú, lợi hại. Trương Nhật Trần giơ kiếm chém một phát ở trước khi võ giới đối thủ còn chưa rút đi, chặt đứt thân thể của hắn thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán. Bất quá lấy sinh mệnh lực biến thái của bất tử huyết tộc, một kiếm này hiển nhiên còn không có giết chết võ giới đối thủ. Trương Nhật Trần nhanh chóng tiến lên chuẩn bị lại bồi thêm một kiếm. Trên Bạch Cốt Sơn, Hạ Vân Tâm tươi cười. Nguyên lai đây chính là sát chiêu của Trương Nhật Trần. Võ giới đối thủ vẫn có chút bản sự, chỉ ít thăm dò ra át chủ bài của Trương Nhật Trần. Ngón tay của Hạ Vân Tâm búng một cái, diệt thần tâm tự thuận từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành một thập tự giá dài đến trăm trượng, phương viên mấy ngàn dặm bị chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Tương đạo thần văn lưu động ở trên thập tự thuận, đồng thời trong lúc mơ hồ có thể trông thấy một thần linh bị đóng đinh ở phía trên. Thần huyết hóa thành giang hà lưu động ở trên thiên không và đại địa. Ầm ầm, diệt thần tâm tự thuận cắm vào trên mặt đất bên cạnh Trương Nhật Trần, đất đá bay lên. Ở thời khắc này không gian bị định trụ. Trương Nhật Trần giơ lên trường miêu của kiếm, chỉ kém một tức mũi kiếm liền có thể đâm vào mi tâm của võ giới đối thủ, nhưng hắn lại trở nên đứng im bất động giống như hóa đá. Thời không truyền nhân lại bị định ở trong không gian, buồn cười. Giống như tu di thánh tăng năm đó, rõ ràng là thời không trường không giả, lại bị lưu đày tới thời gian trường hà. Ha ha, cũng một thiên vương cất giọng cười to. Cùng Trương Nhật Trần định trụ còn có võ giới đối thủ, nhưng đây đối với võ giới đối thủ mà nói lại là một chuyện tốt, chỉ ít hắn bởi vậy nhặt về một cái mạng. Bọn người Hạ Vận Tâm cùng một thiên vương hiện thân, đầu tiên giải trừ giam cầm cho võ giới đối thủ. Dòng máu đỏ sẫm chạy trở về, thân thể của võ giới đối thủ nhanh chóng khép lại. Đến cùng là bất tử huyết tộc, sinh mệnh lực có thể nói cực kỳ ương cạnh. Bất quá mặc dù hắn bảo vệ tính mệnh nhưng bị thương rất nặng, khí tức trở nên rất là suy yếu. Trước tiên ăn vào một hạt thánh đan chữa thương. Võ giới đối thủ, ngươi cũng quá không cẩn thận, thế mà kém chút chết ở trong tay Trương Nhật Trần. Cái này nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ bị vô số người chế nhạo. Cổ Mục Thiên Vương cười nhạo nói. Nghe nói như thế, sắc mặt của võ giới đối thủ trở nên khó coi, âm trầm đến muốn nhỏ ra máu. Hắn tương đương võ giới đối thủ, hậu đại của đại thánh bất tử huyết tộc, tu thành đạo vực, vậy mà thua trong tay một thánh vương bát bộ. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Để cho ta giết hắn! Trong mắt võ giới đối thủ bắn ra lửa giận, hoạt động xương xích trong tay muốn phát động công kích với Trương Nhật Trần. Hạ Vân Tâm nắm lấy tay hắn lắc đầu nói, tạm thời không nên động hắn, người này đối với chúng ta còn có giá trị, trước giữ lại tính mạng của hắn, đằng sau tiền ngươi xử trí như thế nào cũng được. Tốt, ta trước giữ lại tính mạng của hắn, cho lợi dụng xong giá trị ta nhất định phải hút khô máu của hắn. Võ giới đối thủ cắn răng nghiến lợi nói, nếu Hạ Vân Tâm mở miệng, hắn vô luận như thế nào cũng phải cho mặt mũi. Trong đám người này không thể đắc tội nhất chính là vị Hạ Thương Tử này. Những người khác vốn còn muốn chế nhạo võ giới đối thủ vài câu, nhưng nhìn Hạ Vân Tâm ra mặt liền không ai còn dám nói thêm cái gì. Diệt thần tập tự thuận thực sự là một bảo bối tốt, những là Hạ Thương Tử tiến vào cung đương giới thu hoạch lớn nhất à. Đến được mặt dài hơn bộ đói, những người khác cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nếu không phải bảo vật này ở trong tay Hạ Vân Tâm, chỉ sợ bọn hắn đều đã xuất thủ tranh đoạt một chiến binh đã từng đóng đinh qua thần, cho dù ai cũng khát vọng lấy được. Bảo vật này hắn là Hạ Thần Tượng ngươi lúc trước đi đông dược lấy được à? Theo ta biết, bảo vật này vốn nắm giữ trong tay Tời Sinh. Cổ Mục Thiên Vương cười nhạt nói. Hạ Vân Tâm gật đầu, chính vì như thế nói đến vì đạt được diệt thần thập tự thuận còn để cho ta tổn thức một bức thiên ba thạch khắc, bất quá hiện tại cũng trở về. Ồ, thiên ba thạch khắc ở trên người Trương Nhật Trần. Cổ Mục Thiên Vương lộ ra sắc mặt khác thường. Hạ Vân Tâm nói, bảo vật trên người Trương Nhật Trần có thể nói vô số, rất nhiều đại thánh cũng không sánh bằng. Trước tiên trước áp hắn, lấy ra Thao Thiên Kiếm, để đối với chúng ta tiến đánh Bình Dương Kiếm Mộ sẽ có trợ giúp rất lớn. Nói xong, Hạ Vân Tông chuẩn bị xuất thủ,
muốn sớm trước áp Trương Dương Trần, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn. Không giống võ giới đối thủ khác, bản thân gắn làm sự tình từ trước đến đây đều rất cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẽ không lơ là sơ suất. Suy ngay thời điểm Hạ Vân Tông xuất thủ, Trương Dương Trần bỗng nhiên động, trong miên của kiếm nhanh chóng đồng ra. Khoảng cách gần như thế, Hạ Vân Tông căn bản không kịp né tránh, mũi kiếm đâm vào lòng ngực. May mắn phản ứng của hắn rất nhanh, trong nháy mắt lướt ngang một chút, bằng không trái tim đã bị trong miên của kiếm xuyên qua. Làm sao có thể? Bao quát Hạ Vân Tông, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trương Dương Trần rõ ràng bị diệt thần tộc tự thuận định trụ, làm sao còn có thể xuất thủ? Cái này thật ra ngoài dữ liệu của mọi người. Hạ Vân Tông nhanh chóng lùi lại, ngực dâng trào máu tươi, nhưng hắn lại không để ý, mà ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Dương Trần. Lần này ngay cả hắn cũng tính sai, vốn cho rằng Trương Dương Trần đã là thịt cá trên thước, không ngờ đối phương lại còn có sức phản kháng. Bá, Trương Dương Trần thu kiếm lùi về phía sau, cùng diệt thần tộc tự thuận kéo ra một chút khoảng cách. Nguy hiểm thật, Trương Dương Trần kinh hãi, thật lâu khó mà bình phục. Vừa rồi quả thật là rất nguy hiểm, diệt thần tộc tự thuận ở trong tay Hạ Vân Tông phát huy ra uy lực vượt xa ở trong tay Tề Sinh, nhất định là định trụ không gian để hắn có chút trở tay không kịp. May mắn tạo nghệ trên không gian chi đạo tăng lên không ít, thì triển ra lĩnh vực không gian miễn cưỡng chống lên một mảnh không gian nhỏ, ngăn cản diệt thần tộc tự thuận áp chế, lúc này mới khôi phục tự do. Hắn vốn định xuất kỳ bất ý chém giết Hạ Vân Tông, đáng tiếc tính cảnh giác của Hạ Vân Tông quá cao, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, vẹn vẹn chỉ tạo thành một chút tổn thương. Nguyên lai hắn chính là người lúc trước lấy ra thiên bà huyết phụ đồ đấu giá, lại là bất tử huyết tộc. Xem ra giao diệt thần tộc tự thuận cho hắn là một quyết định sai lầm, trong lòng Trương Dương Trần âm thầm suy nghĩ. Hết tập 390, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.